Xin mời mọi người cùng lắng nghe bài hát Kinh Hòa Bình. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khi cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiêu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rồi ăn sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thân ái, xin mở sầm lòng con, xin thương ban xuống những nơi lòng đầy thiên tri ơn an bình. Lạy Chúa toàn năng, xin ban ơn bình an cho tất cả mọi người, chúng con, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, bạn bè, các phụ huynh, học sinh, tất cả mọi người được sự bình an trong tâm hồn, để mọi người sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, thanh thản, yêu thương, phục vụ. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và cùng sư Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khi phù bình an của Chúa, để con đem yêu thương nơi mắt, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiêu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con
soi, ăn sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người, hồn được người ủi an, tìm hiểu biết người, hồn được người hiểu biết, tìm yêu mến người, hồn được người mến yêu. Vì chính khi hiện thân là khi được nhân lãng, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh than ai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên trí ơn an bình. Vâng, xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe bài hát Kinh Hòa Bình. Bài hát này hôm nay sở dĩ mà hát đó là lý do bởi vì cái bài hát này rất là phù hợp với cái bài tin mừng ngày hôm nay. Bài hát này là bài hát được gọi là Kinh Hòa Bình của cha Thánh Francisco. Rất là hay các bạn. Mình chia sẻ một chút xíu về cái bài hát này. Trong cái bài hát này á, thì cái câu mà hay nhất, cái câu mà hay nhất đó là tìm an ủi người, hơn được người ủi an, tìm yêu mến người, hơn được người yêu mến, tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết. Chia sẻ một chút xíu là cái câu mà tìm an ủi người hơn được người ủi an. Thật ra thì ai cũng muốn được người khác an ủi cả, đúng không nào? Ai cũng muốn mình người khác cảm thương mình. Nhưng mà thực tế thì ai cũng có những nỗi buồn, phải không ạ? Nỗi khổ niềm đau, những nan đề trong cuộc sống. Bởi vậy có bài hát đời ai cũng có những tâm sự buồn. Bài hát là đời ai cũng có những tâm sự buồn. Cho nên là nếu mà chúng ta cứ ngồi mà chờ người khác đến an ủi, động viên thì chuyện gì xảy ra? Chẳng có ai mà rảnh mà đến mà an ủi ta. Vì họ cũng có những cái đau khổ, cũng có cái khó khăn, và họ cũng đang ngồi chờ người khác tới an ủi. Thế thì mà cũng có một vài người đến an ủi ta, mà rồi ngồi xuống một hồi cái lại đưa chuyện của họ vào than thở trách móc, thế là ta lại càng buồn thêm ha. Thậm chí có người rất đạo đức thánh thiện mà cứ nghĩ rằng là Chúa gửi đến đi ha, an ủi ta, nhưng chúng ta chưa đủ cái năng lượng đức tin, và không cùng tần số ngôn ngữ, cho nên lúc đó trí óc của chúng ta không thể nào mà dung nạp họ vào trong trí óc của chúng ta được. Bởi sao? Bởi vì lúc đó trí óc của chúng ta đầy sân hận, và tâm hồn chúng ta trống rỗng bất an, bồn chồn nghi ngờ và ẻ oải. Rồi ta lại tiếp tục ngồi chờ và chờ, thay vì đứng lên với con tim tràn ngập yêu thương và tâm hồn ngập tràn bình an, thắp ngay lên một ngọn đuốc xóa tan
đêm đen cuộc đời. Từ nay tôi quyết không bao giờ nguyền rủa bóng đêm. Tất cả qua rồi, giờ là lúc hành động. Ta phải sinh hoa kết trái, làm tươi sáng cuộc đời. Cho nên mới có bài hát rồi. Thắp ngay lên một bó đuốc, hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm. Thắp ngay lên một bó đuốc, hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm. Đứng lên, thắp lên một ngọn đuốc, thắp sáng cuộc đời. Đến lúc hành động, phải sinh hoa kết trái làm tươi sáng cuộc đời mình. Đó là cái câu à, tìm an ủi người hơn được người ủi an. Bây giờ Hoài nói về cái câu thứ hai là câu là tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Ai cũng muốn là anh phải hiểu tôi, chị phải biết tôi, biết tôi tài giỏi, biết tôi đẹp trai, biết tôi đẹp gái, biết tôi có lòng tự trọng, biết tôi coi trọng danh dự, biết tôi là người có học, có văn hóa. Thế nhưng chính bản thân mình lại không biết gì về người mình đang muốn họ biết về mình. Trân trọng mình, quý mến mình. Đây chính là lý do khiến cho chúng ta coi như là hay bàn tán, hay bàn cái. Vì không biết anh A là một người hướng ngoại, nên chị B khó chịu, càm ràm và có những lời lẽ chê bai anh A. Thật ra thì các nhà tâm lý học người ta có bàn với nhau về cái cửa sổ Johari. Tức là có người thì biết mình, nhưng mà lại có những người mà có những cái mà mình biết bản thân mình, nhưng có những điều bản thân mình cũng không biết về bản thân mình, có những điều người khác biết về mình nhưng cũng những điều họ không biết về mình. Đặc biệt là có những cái điều mà cả mình không biết về mình và người khác cũng không biết về mình, thì người ta gọi là điểm mù, hay gọi là đó là điểm vô thức. Có những lúc mà chúng ta làm một số việc mà sau đó chúng ta không hiểu tại sao chúng ta làm, thì đó là do vô thức phát ra hành động. Ví dụ nhé, ví dụ có những người mộng du cứ đi lại, cứ đi đi cầm cái bé bó hoa muốn tặng cho ai đó. Rồi có những người thì tự nhiên cái cầm dao cũng như là đang là tấn công ai đó, thì cái đó là do họ bị vô thức điều khiển mà thôi. Đôi khi chúng ta cũng rơi vào trạng thái nửa mộng du đó, đó là một trạng thái vô thức làm những cái việc mà mình không có kiểm soát được. Cho nên là cái câu là tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết rất là quan trọng. Mình phải tìm cách hiểu người khác. Biết người thì là trăm trận trăm thắng. À, bây giờ Hoài nói về một cái câu mà nó là hay nhất. Đó là tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Thường thì người ta luôn muốn người khác yêu thương nè, quý trọng nè, yêu mến mình. Nó cũng là lẽ thường tình thôi, phải không ạ? Nhưng nếu ta chỉ tìm kiếm tình yêu thương của người khác, thì bao giờ ta mới thỏa mãn được cái cảm xúc đó được? Cả nhà nên phân biệt hai từ yêu và thương. Yêu thì nghiêng về cảm xúc. Thì khi người ta yêu thì người ta dám làm mọi thứ cho người mình yêu. Yêu nhiều khi rất mãnh liệt và nhiều khi bất chấp tất cả. Cho nên người ta mới nói là yêu thì hay mù quáng là như vậy. Yêu càng dữ dội thì càng dễ lụi tàn, như đám cỏ khô cháy rất lớn nhưng mau chóng tàn lụi. Thương thì nghiêng về trách nhiệm. Thương là cung bậc cao hơn của tình yêu. Thương thì sẽ hy sinh, sẽ chịu đựng nhiều hơn, sẵn sàng gánh vác cuộc đời nhau. Thương giống như lửa của những cục than cháy âm ỉ nhưng lâu bền, dù có báo táp cũng vẫn tiếp tục cháy. Và vậy là ví dụ như nói về tình yêu đi, thì chia sẻ cho các bạn còn trẻ đó, thì khi mà yêu đó, thì phải nhớ ba điều. Thứ nhất, khi tình yêu đến với mình đó, thì hãy vui vẻ đón nhận những cái cảm xúc
rất là rạo rực, phải không ạ? Rạo rực trong trái tim, trong khối óc của mình, vui vẻ đón nhận cái cảm xúc đó. Thứ hai, bắt đầu phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cái tình yêu có trách nhiệm. Tức là chúng ta phải thương người mình yêu. Nhiều khi chúng ta yêu người chúng ta không có thương. Phải thương người mình yêu. Lúc này là cần đến gì? Cần đến lòng thương xót. Cần đến sự hy sinh. Cần đến sự chịu đựng. Cần đến sự tha thứ. Đó chính là thương đấy. Và thứ ba là phải nâng cái tình yêu có tính ích kỷ nhỏ bé trong phạm vi hai người sang một cái tình yêu mà trong đức tin. Tình yêu chăn Chúa, tình yêu với Chúa. Tình yêu chăn Chúa là sao? Tình yêu chăn Chúa là tình yêu luôn hướng những ý muốn của Chúa, của Hội Thánh Công Giáo vào trong cái suy nghĩ của mình, vào trong cái cách yêu của mình. Rồi tình yêu với Chúa là sao? Là tình yêu phải tin tưởng và phó thác. Và xác tín rằng Chúa đã cho hai bạn có duyên gặp nhau, thương nhau, yêu nhau, thì Chúa cũng sẽ nâng đỡ, gìn giữ. Có Chúa đồng hành trong tình yêu thì chắc chắn sẽ hạnh phúc và sẽ luôn luôn là đạt được những cái, cảm nếm được những cái vị ngọt của tình yêu. Đấy, nói ba ý thôi. Thật sự cái bài Kinh Hòa Bình rất là hay. Nè, thứ nhất, tìm an ủi người hơn được người ủi an. Thứ hai, tìm yêu, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Thứ ba, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Cầu chúc cho cả nhà bắt đầu từ ngày hôm nay đứng lên thắp sáng cuộc đời, không nguyền rủa bóng đêm nữa, mà đứng lên đi an ủi người khác, thăm hỏi cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thăm hỏi họ, an ủi họ, động viên họ. Thứ hai, tìm hiểu, dành thời gian để tìm hiểu cha mẹ mình, tìm hiểu anh chị em mình, tìm hiểu cái người mình yêu, hiểu xem là họ đang có những nỗi khổ niềm đau nào, họ đang có những khó khăn nào, họ có cái nền tảng giáo dục ra sao để mà chúng ta có thể yêu họ. Và cái bước thứ ba đó là yêu, tìm yêu mến người. Bắt đầu là ra đi yêu mến. Yêu mến là không phải chỉ nói suông, mà yêu mến là phải đi, bước chân đi và phục vụ. Thí dụ như là người ta ốm đau, tới giúp đỡ người ta dọn dẹp nhà cửa, rồi nói chuyện với người ta cho người ta vui, thăm viếng người ta. Nếu mà có vật chất, có tiền thì mua trái cây tới tặng người ta. Đó là cái tình yêu cụ thể. Nếu mà các bạn mà là những sinh viên mà ở xa thì hôm nay này mình hay gọi điện thoại về hỏi thăm cha mẹ, hỏi thăm cha mẹ người thân. Nhiều người cả 2-3 tháng không gọi về gia đình, thì đó không phải là yêu, đó là mình sống với ích kỷ đó. Gọi điện thoại về hỏi thăm cha mẹ khỏe không, hôm nay nhà mình như thế nào, ăn cơm ngon không, ăn món gì đấy, cho những lời nói yêu thương như vậy đấy, nhưng mà đơn giản lắm. Cầu chúc cho tất cả mọi người hôm nay một ngày rất là dễ thương. Bắt đầu làm 3 việc thôi. Thứ nhất là động viên an ủi những người mình gặp. Thứ hai, bắt đầu lên chương trình tìm hiểu người xung quanh để chúng ta có thể hiểu họ hơn. Và thứ ba là bắt đầu là tập yêu thương họ, tập yêu thương mọi người, yêu thương cụ thể, phục vụ bằng chính cái đôi chân của mình ra đi, bằng những lời nói tốt đẹp, bằng những việc làm hết sức là cụ thể. Xin cảm ơn rất là nhiều. Mong rằng là cái bài hát Kinh Hòa Bình sẽ để lại cho các bạn nhiều ấn tượng. Có nhiều cái hay lắm, nhưng mà hôm nay mình chỉ có nói tới đây thôi. Biết có ai muốn giao lưu không ạ? Ai muốn chia sẻ cái gì thêm không ạ? Có một bạn nói là hay lắm anh ơi. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
Bạn Quân Nguyễn thì nói mình là dạo này chịu khó live stream dữ. Bạn Hiền Trương thì nói ăn hát hay, em góp ý kiến này nha. Hình cưới ở sau lưng anh sao lại trên ngang với bàn thờ Chúa, sửa lại đi anh ha. Ồ, tụi mình cũng không để ý nữa, để có gì rồi mình sẽ sửa lại. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Giang nha. Giang, bạn học lớp 12 A5 ngày xưa. Thật ra thì học với Giang từ năm lớp lớp 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, rồi đi luyện thi đại học chung. Nói chung là học gần hơn một chục năm. Giới thiệu với lại cả nhà là bạn Trường Giang thì hiện giờ là hiệu phó của trường Trần Huy Liệu, hiệu phó ở trường cấp 2. Bạn Giang có hai người con. Hồi xưa thì bạn Trường Giang là cũng nằm trong ban cán sự lớp, cũng cùng làm việc với nhau, phục vụ, nói chung phục vụ lớp, lo lau bảng rồi chuẩn bị đồ đạc. Trong cái nhóm làm việc mọi người rất là yêu mến. Anh nói hay quá. Bạn Nguyễn Tiến nói cảm ơn bạn rất là nhiều. Thật ra thì mình thích nói lắm, nhưng mà đúng là cái thời gian vừa rồi kể các bạn nghe, đúng là mình bận rộn quá thể, đi làm suốt. Mà hôm nay cố gắng dành thời gian để chia sẻ cho mọi người. Mình cũng 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 có chút tuổi rồi, 30 36 tuổi. 36 tuổi thì Khổng Tử nói là tam thập nhị lập, 30 tuổi là lập nghiệp. Rồi dần dần lớn lên thì mình nghĩ rằng là có những lúc là mình cần phải sống cho đi nhiều hơn. Chào cô Mai nhá. Chúc cả nhà một ngày bình an và thiện hảo. Ở đây là cái câu chúc của theo cái kiểu dòng Francisco, luôn luôn là chúc mọi người bình an và thiện hảo. Peace and good. Bình an và thiện hảo. Cuối cùng đi nói lại thì ai cũng cần bình an, phải không ạ? Bình an và những điều tốt đẹp. Cảm ơn cô Diện nha, cô Diện. Cô Diện nói là hay quá à. Vâng, xin cảm ơn. Nói tóm lại là hôm nay bây giờ thì họ Hoài là người nêu ra ba cái việc: thứ nhất là phải đi an ủi động viên người khác, thứ hai là phải đi tìm hiểu người khác, và thứ ba là phải tập yêu thương người khác. Thì bây giờ Hoài phải ra đi. Bây giờ Hoài phải ra đi đi an ủi động viên một số người bạn ở Văn Thánh, ở khu du lịch Văn Thánh, tại vì có một cái nhóm bạn cũng lâu lắm rồi không gặp, bây giờ phải tới an ủi người ta, động viên người ta, lấy tinh thần cho người ta, truyền lửa cho người ta, rồi sau đó là phải khai thác một số thông tin, hiểu biết thêm về cuộc sống của các bạn, rồi và thứ ba là sẽ lên cái kế hoạch yêu thương. Xin chào cả nhà nha.